thành biết ăn biết ngủ, biết học hành là ngoan. Kính thưa ban giám khảo, quý thầy cô giáo cùng toàn thể hội thi, tên em là Đào Quỳnh Chi, học sinh lớp 1E trường tiểu học Minh Đức. Rất vinh dự cho em được thay mặt cho các bạn lớp 1E tham gia hội thi kể chuyện. Chúc hội thi kể chuyện hôm nay được thành công rực rỡ. Con nhờ câu chuyện cảm động về bá. Mỗi lời nói của bá như một vẻ hạt tì bầu đối với người dân Việt Nam, và đặc biệt là những thế hệ trẻ như học sinh chúng em đây đã luôn yêu thương, quan tâm tới tất cả mọi người, đặc biệt là thiếu niên và nhi đồng. Một bạn nhỏ chỉ như chúng mình thôi đã làm tốt được lời bác dạy rồi đấy. Đó chính là bà cô trong câu chuyện ai ngoan sẽ được hưởng, do Quý Phương và Thanh Tú kể lại trong sách tập đọc lớp 2 sẽ cho chúng ta biết rõ điều đó. Chuyện kể rằng vào một buổi sáng đi ép chơi, bác Hồ đến thăm trại nhi đồng. Vừa thấy bác, các bạn nhớ đã ứa ra làm bác, vì ai cũng muốn nghe từ bác nhiều kiểu hơn. Bác sát hai em nhỏ nhất đi thăm phòng ăn, phòng ngủ, phòng học, phòng bếp, chỗ tắm rửa, rồi trở lại phòng họp. Bác và các cháu trò chuyện rất vui vẻ. Bác hỏi, thế các cháu ăn có đó không? Các cháu thì yếu tiết trả lời, dạ, no, no. Bác lại hỏi tiếp, thế các cháu chơi có vui không? Những chiếc mẹ nhỏ nhắn liên tiếp trả lời, dạ, vui ạ, vui ạ. Bác khen, các cháu ngoan. Và chi tiết cho từng em một. Một em đứng lên thua. Thua bác, nhưng bà nào ngoan thì mới được nhận kèo bác số ạ. Các cháu có đồng ý với ý kiến của bạn không? Tất cả cùng đưa lên, có, có. Rồi bác cầm với kẹo chi cho từng em một. Đến lượt to, em không nhận kèo của bác. Bác hỏi, vì sao cháu không nhận kèo của bác? Họ thua với bác. Thua bác, hôm nay cháu chưa ngoan, cháu sẽ không được nhận kẹo bác cho ạ. Bác xoa đầu cô, âu yếm nói, bà cô tuy đã làm điều sai, nhưng bạn đã biết lỗi của mình, như vậy còn rất ngoan. Vậy bác cũng sẽ được nhận kèo của bác. Cậu sốc sướng, nghe nhận chiếc kèo bác cho, trong lòng rất vui sướng. Bóng, các bạn vỗ tay cho lòng dũng cảm của cậu. Các bạn cùng ba câu nữa, ai ai cũng cảm thấy vui vì được nhận kèo của bác. Thế là tất cả các bạn cùng lắng tin nhau, hát vang bài hát ai yêu nhì đồng bằng bác Hồ Chí Minh. Ai yêu bác Hồ Chí Minh bằng chung em nhỉ đó. Câu chuyện của em đến đây hết rồi. Qua câu chuyện, chúng ta thấy bác Hồ luôn như quý, thiếu niên và nhi đồng, thể hiện rằng lòng bao dung, đôi lưng của bác vừa lời dạy từ người, về đức tính thật thà, dũng cảm, ít nhận lỗi như bạn cậu trong câu chuyện. Đây là một bài học cho chúng em nói theo. Trong năm vừa qua, vâng lời bác dạy, em và các bạn lớp 1E trường tiểu học Minh Đức đã đang cố gắng học tập luyện luyện tốt, hăng hái tham gia vào các hoạt động của lớp, của trường, là nghe lời dạy dỗ của thầy cô, luôn giúp đỡ bạn bè, giữ gìn vệ sinh môi trường, xanh, sạch, đẹp, xứng đáng là rất ngoan, cho giỏi, cháu ngoan của bác Hồ. Trước khi ngủ, em xin chúc hội thi của trường tiểu học Minh Đức được thành công.